Ok, chào mừng anh em đã trở lại với kênh văn hóa Nhật Bản chúng tôi của tôi và, vâng. Sau một thời gian bận sấp và vào hiện tại thì tôi vẫn đang bận sấp và lờ Nhưng như mà đã hứa với anh em là 200 sắp thì tôi sẽ lại làm event Ok, vậy thì bắt đầu thôi nha Event này như sau Đây, tôi sẽ thông báo thể lệ cho anh em nha Thì uh, event này nó cũng vẫn đồng với event 100 sắp thôi Chỉ là uh, cái, 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 cách uh, tham gia nó hơi khác một chút đó là bước 1 thì vẫn là like share cái bài viết này ở chế độ công khai cá nhân. Tôi sẽ để link ở dưới kênh YouTube cho anh em nhá. Bước 2 là đăng ký kênh YouTube cùng với cả ảnh chụp màn hình. Cái bước này thì vẫn tương tự thôi anh em ạ. Đấy. và bước thứ ba bình luận một số bất kỳ ở dưới bài viết này từ 0 đến 99 nữa nhá. Do là lần trước không giới hạn số nên là ngồi quay rất là mắc lâu nên lần này chỉ giới hạn số từ 0 đến 99 thôi. Nên là anh em có comment vào và tôi sẽ quay từ 0 đến 99. Và lưu ý là phải số đúng nhá, lần này sẽ là số đúng nhá, không phải số cất đâu. OK bước 4 không bắt buộc thì à, dành cho các bạn fan anime thì có thể tham gia group của tôi nha yeah. đường link group đã trong bài viết rồi OK thì event nó sẽ diễn ra trong một tuần đến hết 6 giờ tối ngày 28 tháng 6 tức là chủ nhật tới sau đấy yeah, và tôi cũng sẽ livestream stream uh, trao giải uh, hôm qua trang random.org yeah, ở trên kênh YouTube luôn nha yeah. vào lúc 8 giờ tối và dù rất là bận sắp lở đấy thì cơ cấu giải thưởng thì nó vẫn đúng với event chăm sóc thôi nhá yeah. lại nhất thì là một thẻ viettel Vina hoặc là Mobi 50k giải nhì thì là Viettel Vina Mobi 30k giải ba thì là Viettel Vina Mobi 20k ok thì mong anh em ủng hộ tôi nhé à, hẹn gặp lại anh em ở trong chủ, buổi chủ nhật tuần sau see you again